Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Dạ, như đã hẹn với cả nhà mình ha, là em sẽ về một con MD Sony GA365ES. Đây là và em cuối cùng cũng đã về được ha. Con GA365ES, con cuối cùng trong năm. Dạ. Con này là con cuối cùng về trong năm 2019 nhé các bác. Từ đây đến Tết em không còn một con nào nữa ha. Dạ. Không còn một con 365 nào về. À, 365 nếu mà có thì phải qua sang sau Tết thì em mới về tiếp được. Đợt vừa rồi đấu chỉ được một con này thôi. Dạ. Tình trạng của con này là đẹp như mới ha, chỉ thiếu thùng xốp thôi các bác. Dạ. GA365 em cũng giới thiệu rất là nhiều lần rồi ha. Bây giờ em sẽ chỉ quay quay cận cảnh mặt của nó cùng cùng với là em test chức năng của nó thôi. Dạ. 365 giá của nó là 20 triệu nhé các bác, 20 triệu. Các cái phụ kiện kèm theo gồm có là khiển khiển rin ha. Hai đĩa MD Nhạc Xuân của MD Sài Gòn ha. Dạ. Một dây quang Hitachi ha. Một cặp dây AV xịn ha. AV bãi ha, AV này là AV của Nhật nha các bác. Dạ. Nhắc mạ vàng. Một sợi dây đồng trục các bác, sợi dòng đồng trục bãi luôn. Dạ. Sợi dây đồng trục ha. Dạ. Dây đồng trục ký hiệu của nó màu cam các bác. Màu vàng là dây AV, dây video ha, còn màu cam là chính xác là dây đồng trục đấy ạ. Đây là dây AV ha. Dạ. Dây này rất là chất lượng nha các bác, dắt mạ vàng như mới. Giá của em nó là cùng bán kèm với đầu GA365ES là 20 triệu các bác ha. Các bác chuyển khoản khoản thì em bao ship. Còn nếu mà các bác đặt cọc thì phí ship các bác chịu ha. Dạ, phí ship các bác chịu. Đặt cọc giùm em là 2 triệu là ít nhất ha, 10% ha. Dạ, 2 triệu. GA365ES máy đời cuối cùng của dòng MD Sony ha. Sản xuất năm 1999 ha. Dạ. Con này nặng 15 kg. Dạ, 15 kg. Rồi, giống như những cái con MD Sony khác ha, giải mã không cần mồi. MD Sony 365, con này không cần mồi, mắc đời mới, dễ thay thế. Dạ. Khi giải mã thì bấm nút record này ha. Dạ, để thay để giải mã. Và muốn thu thì nhả nút dừng này để thu ha. Ha. Đơn giản thôi. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành ghi luôn nha. Em sẽ nhả nút dừng này cho nó nhảy dây nha. Nhả nút dừng cho nó nhảy dây và em phát ở trên Smart TV kia. Hồn lỡ xa vào đôi mắt chiều nào xòa tóc
Rồi, mình vừa ghi ha, vừa ghi từ Smart TV xuống. Bây giờ em sẽ phát lại ha. Xa vào đôi mắt em chiều nào xòa tóc ngồi bên thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở. Chân tay trắng tay trời đông ngại gió lùa vai gầy lâu kín trăng về không lối chiếu đã cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ chi. Xin dừng clip test con MD Sony ZA 365ES tại đây ạ. Em vẫn còn rất là nhiều đầu giải mã khác ha. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại bên dưới. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.